Wow, anh ấy cứ như mơ vậy. Tôi có thể nghe anh ấy nói hàng giờ mà không chán. Cảm ơn vì dắt tớ đến tủ đồ. Chỉ cần lấy quyển sách. Cẩn thận có tuyết lở, Jennifer. Wow, bừa bộn quá. Chờ đã, cậu đi đâu thế? Hình như tính lộn xộn đã làm cậu mất đi một người bạn trai rồi, Jen à. Mình sẽ nhớ nụ cười lắm đây. Oh, có vẻ đã đến lúc sắp xếp gọn gàng rồi. Con vỏ hộp khoai tây chiên cũ ư? Hãy dính nó vào tủ đồ của bạn bằng nam châm. Từ bút bi đến bút dạ, mọi thứ sẽ ngăn nắp cho xem. Giờ thưởng cho đôi mắt nào. Thích những thứ này không nè? Tớ chỉ là một người ưa gọn gàng. Được rồi, tình yêu trở lại. Tuyệt, cuối cùng cũng đến tối xem phim tại nhà Kevin rồi. Tiếc ghê, có vẻ như Justin đã tẩu tán hết cái bát kẹo rồi. Phải đi lấy thêm thôi. Trèo qua người khác trong khi xem phim luôn rất khó xử. Và rồi trước khi bạn kịp hoàn hồn, bạn lại phải làm điều đó một lần nữa. Này, cẩn thận với giày mới của tôi chứ, Justin. Được rồi, trở lại với việc robot xâm chiếm thành phố nào. Hình như lại hết kẹo nữa rồi. Tại sao điều này cứ xảy ra vậy? Tôi phải ăn châm lại thôi. Có vẻ như Justin không phải người duy nhất cần phải lấy thêm đồ ăn. Đợi chút anh bạn, cứ để Sophia đi lấy đi. Cô nàng ngồi phía ngoài mà. Sao mình lại đi nhở? Thật ra, điều này cũng khiến não mình động đậy. Đợi xíu, tôi sẽ quay lại ngay. Bạn có chai rỗng như thế này chứ? Sau khi cắt nó thành 3 phần như trong video, bạn có thể biến nó thành một thứ gì đó mới mẻ. Dùng kéo, cắt hai mảnh dài hơn từ dưới lên, dừng lại ở phần giữa. Khi bạn đã xong điều đó, hãy trượt chúng vào nhau như thế này. Tiếp theo, lấy một chiếc bình cao, dáng tròn như chiếc này. Đặt nó thẳng và cho các mảnh giấy bạn vừa ghép vào trong. Bây giờ, đổ loại kẹo yêu thích của bạn vào và để chúng rơi vào các ngăn khác nhau. Đổ đầy mỗi ngăn với các kẹo yêu thích của bạn là xong. Và nhớ chiếc nắp bạn cắt chứ. Đặt nó ngay lên trên để đổ ra thật dễ dàng. Nào các chàng trai, người kẹo giao hàng đến rồi đây. Khá ấn tượng phải không? Bây giờ, thay vì cứ phải đứng dậy khi cần lấy thêm đồ ăn, bạn chỉ cần đổ kẹo ra mà không mất nhiều công sức. Hãy chắc chắn rằng nắp đóng chặt và cứ thoải mái mà đổ kẹo. Này này, đừng quên chia kẹo với bạn nữa nhé, Justin. Ai để lại kẹp tóc xếp như vậy trên ghế dài cơ chứ? Ôi, phải đau lắm ấy. Một cái gì đó vừa đâm thẳng vào chân tôi. Thấy rồi nhé, đồ chết tiệt. Au. Được rồi, tôi còn vài phút ngắn ngủi để sửa soạn đi học. Ôi, không thể quên chúng được. Tôi có thể dùng một chút đồ trang điểm để tân trang. Hàng mi này cần được giúp đỡ. Không biết mascara của tôi có trong này không? Ở đâu được nhỉ? Ai? Kẹp tóc ăn độc lại tấn công. Chúng đang âm mưu chống lại tôi hay gì? Nếu bạn là con gái, hẳn là bạn hiểu cuộc nổi dậy của đám kẹp tóc rồi. Nghiêm túc mà nói, chỉ cần dốc ngược ví hay ba lô ra và bạn có thể sẽ tìm thấy cả một kho chứa kẹp ghi mà bạn đã hoàn toàn quên mất. Thấy chưa, nói có sách, mách có chứng nhé. Giá như có cách để chúng lại với nhau, thay vì để chúng vương vãi khắp nơi. Quên mất là mình có kẹo, tích tắc. Đợi một chút, tôi nghĩ rằng có một giải pháp cho đám kẹp ghim bừa bộn rồi. Trước khi bạn vứt bỏ hộp kẹo bạc hà như thế này đi, hãy cân nhắc biến nó thành chiếc hộp đựng kẹp ghim. Cho đống kẹp đó vào và lại hấp. Bạn thậm chí có thể trang trí cho chú em của mình nữa. Sao không? Bây giờ bất cứ khi nào bạn cần kẹp ghim gấp, nó sẽ ở đây, không phải trong lòng bàn chân của bạn. Siêu dễ thương, Lana. Được rồi, bây giờ tôi thực sự cần phải đến lớp. Nhưng không thể thiếu chú em nhỏ bé tiện dụng này. Cô ấy xinh quá đi. Chà, đây là khuôn mặt của một người vừa thỏa cơn nghiện mua sắm. Vậy cậu mua được những gì? Đôi giày trông đáng yêu quá đi mất. Và đôi guốc dễ thương này là hoàn hảo để đi chơi với bạn bè. Và chúng đang giảm giá, các cậu có tin không? Tuyệt vời. Nhưng cả hai đều không thể sánh được với đôi giày đẹp nhất này. Cậu đã sẵn sàng chưa đấy, Sophia?
xin giới thiệu đôi giày cao gót màu hồng tuyệt đẹp với chất liệu satin. Chúng là đôi cuối cùng của cửa hàng. À, mọi người sẽ phải ghen tị cho mà xem, mình không thể đợi để được mang chúng. Sophia, xem những đôi giày đẹp tuyệt của tớ này. Tại sao cậu lại mua nhiều giày vậy? Cậu sẽ để chúng ở đâu cơ chứ? Sophia, gì chứ, tớ sẽ nghĩ cách. Chà, có một điều, đừng bao giờ vứt những cái hộp này đi, chúng sẽ có ích đấy. Nếu có một đống hộp giấy cùng những đôi giày cần phải sắp xếp, bạn sẽ thích mẹo vặt này đấy. Lấy nắp hộp và để nó nằm ngửa như vậy. Sau đó, đặt phần hộp tương tự vào trong như thế này nhé. Khi đã đặt giày vào trong, hãy bắt đầu xếp chồng các hộp lên nhau như thế này. Giờ thì bạn có thể thấy toàn bộ đôi giày tuyệt đẹp thay vì vứt chúng vào một cái tủ tối tăm. Làm tốt lắm các cô gái. Chà, đây là thứ cậu nhận được sau 3 tuần không giặt đồ đấy Vicky à. Được rồi, tốt hơn hết là bắt đầu gấp quần áo đi. Trời, cũng mất từng đó thời gian để gấp một chiếc áo hả Vic? Với tốc độ này, phải đến mùa quýt sang năm mới xong. Tuyệt, đôi giày mới của tôi cuối cùng đến rồi. Ái chà, bắt giỏi đấy. Này, đợi chút. Bạn đã bao giờ thử dùng hộp để gấp quần áo chưa? Đặt một chiếc áo phông lên chiếc hộp đã được gỡ phẳng, hướng lên trên, gấp hai bên vào trong, tiếp theo lật phía dưới lên. Đừng quên phần trên nhé, bây giờ thì dễ rồi phải không? Mẹo ăn gian này có thể giúp giảm một nửa thời gian đấy. Trông kìa! Và xong! Ồ vâng, tôi quên là có tận hai mẻ giặt. Trời sáng rồi, nghĩa là chúng ta sẽ nấu món trứng. Và Justin thì yêu món trứng lắm. Ôi, đừng quên thêm một chút muối tăng hương vị nhé. Thế là đủ rồi đó. Bây giờ mình cần loại muỗng lật phù hợp để xử lý món này. Ái chà, sao cậu có thể tìm được thứ gì đó trong này hả Justin? Với một mớ hỗn độn như vậy, cậu sẽ không bao giờ tìm được thứ gì mình cần đúng lúc cả. À ha, thìa cắt bánh này có hiệu quả không đây? Chúng ta có thể thử mà nhỉ. Trứng của tôi. Tiếc quá, trứng bị cháy rồi kìa. Bây giờ tôi phải bắt đầu lại từ đầu đây. Này, có gì trong thùng rác vậy? Tôi nên đặt nó xuống và xem có gì trong đó. Chà, bây giờ tôi biết sao thứ này lại bị vứt đi rồi. Nhưng có lẽ mình có thể tái sử dụng nó đấy. Hãy tái chế chiếc gáy kẹp file cùng mẹo thông minh này. Tất cả những gì bạn cần là gáy lò xo 3 vòng. Dùng súng bắn keo nóng, vắt keo xuống theo chiều dài của mặt sau chiếc gáy. Bây giờ, tận dụng thời gian trước khi keo khô nào. Chọn bất kỳ cánh cửa tủ nào bạn thích và dán nó vào bên trong. Để mở 3 chiếc vòng lò xo để bạn có thể treo dụng cụ nấu ăn của mình lên, từ thìa chét kem đến gậy đánh trứng và hơn thế nữa. Chắc chắn là việc suy nghĩ khác đi là tốt rồi. Cứ tù túng trong tủ mãi đâu có hay đâu. Đẹp lắm Justin ạ. Bạn có thấy những mẹo sắp xếp nhà này hữu ích không? Son môi mới này thực sự giúp mình trông nổi bật đúng không? Ôi, đồ đạc của tôi vương vãi khắp mọi nơi. Tôi tự hỏi liệu chiếc bình này có ích không nhỉ? Hãy mở nắp bình ra và để phần thủy tinh sang một bên. Lấy một món đồ chơi kích cỡ như thế này và lật phần bụng lên. Nhỏ một chút keo nóng hoặc keo trắng thông thường lên các bàn chân của món đồ chơi. Sau khi bạn làm xong, hãy lật nó lại và dán thẳng lên nắp lọ. Hãy làm những món đồ này giống nhau hơn bằng cách phun màu sơn yêu thích của bạn lên đó. Chúng tôi đã chọn một sắc xanh lam xinh đẹp. Khi mọi thứ đã khô, hãy đóng chiếc nắp mới cực phong cách này vào lọ chứa đầy Q-tips hoặc bất cứ thứ gì bạn muốn cất giữ. Cực kỳ hay ho phải không nào?